Dạ xin kính chào tất cả các bà cô chú trên cộng đồng mạng. Rồi tới công chuyện của ông cụ Khối này đó. Em vợ của chú Khối lên tiếng rồi đó. Đó tức là cái người em vợ, vợ đầu á đó, vợ đầu chứ không phải là cái vợ thứ hai mà chết ngay ngày 28 Tết nha. Đó thì cũng như cái ông anh này chia sẻ thì ổng nói vợ chồng già rồi, mâu thuẫn xích mích thì thôi, mình hãy nhường nhịn à, vì con vì cháu đi, không chịu một hai khăng khăng ly dị ly thân rồi ly hôn đó. Hiện tại bây giờ người vợ đó vẫn còn và con cái cháu đồ này nọ hả vẫn còn, chứ đâu phải ha, mà ổng không có vợ không có con không có cháu chắc này nọ như những gì ổng chia sẻ đâu. Tụi nó thật sự ra vẫn còn quan tâm đó, nhưng mà tại vì ổng làm quá và ổng ham muốn quá. Ổng đi ham mà đi tụng đi niệm rồi ăn chay niệm Phật rồi, đáng lý ra mình phải biết, phải biết nhường nhịn và phải biết khắc phục à, ví dụ mình với vợ mình đó, người mình tu hành mà tại sao mà vợ mình đòi ly dị, hay là mình đòi ly dị vợ mình, mình như thế nào thì mình phải nằm đi mình suy nghĩ lại. Tại vì mình đi làm từ thiện mà mình đối xử với vợ đầu tiên á quá tệ nó thì cũng không có tác dụng gì đó. Thì cũng như kênh này chia sẻ đó, bây giờ bên vợ bên chồng vậy, ôi coi gần gần chú Khối này đó, chú thấy nhục nhã không chú Khối đó. Bây giờ mình nói về cái số vàng, con đã cái quan điểm của con rồi là không có bên ai hết, bà nào bà nấy cũng phải dữ lắm rồi đó, cũng tới công chuyện hết trơn rồi. Đi tìm mà cái từng tuổi đó đó là nên ở nhà hưởng thụ với con cháu, trời ơi thở hơi lên không nổi nữa mà đi tiễn chồng. Dưng cái mạng về cho ông cụ Khối, ông hành sát rồi bắt đầu chịu đâu có nổi sức đâu đó, thì bắt đầu là nhập viện đó. Thì cô Lệ là một minh chứng đó. Rồi mà cô Mạnh cũng vậy nữa đó, tự nhiên lết cái thân lại xuống nhà người ta đó, có được tôn trọng hay không đó, hay là dưng tới họng thì người ta ăn thôi, đàn ông mà đó, ai cũng vậy chứ, không có con mèo nào mà chê cục mỡ hết. Mà con mèo đó mà chê cục mỡ đó thì con nó gọi cái cục mỡ đó rồi cũng hết sử dụng được rồi. Nó không hiểu làm sao mà cô Mạnh bà bự con như vậy đó mà bà cũng không chịu nổi một cụ Khối nữa. Chỉ có hai đêm bà cũng cuốn đồ và bỏ chạy đó. Thì ông cụ Khối này nè là cái số vàng mà đi mua vàng giả về cưới cô Lệ là sai. Cái gì cái thì mình lớn tuổi rồi, mình tu hành, mình ăn chay niệm Phật nữa, phải thật thà đó. Rồi còn cũng tại các bà luôn nữa, cũng ham tiền ham của đó. Thì ở đây các anh em người ta dạch mặt, tức là người ta thừa biết đó là cái số vàng giả ông cụ Khối ông mua đi ông sắm để ông cưới vợ đó. Thì nếu mà không làm sáng tỏ cái câu chuyện vàng giả của chú Khối và cô Lệ thì các bà khác sẽ là một trong những cái nạn nhân của ông cụ Khối với cái lý do là tham lam thì gán chịu. Bởi vì con nói rồi, cái gì cũng vậy, không phải dễ mà ăn đâu. Người ta bỏ tiền ra, trời ơi, thì người ta ăn lại à, chứ không phải mà tự nhiên bỏ ra cho mấy bà đơn giản quá, về sống 5-10 ngày chia tay ôm 1-2 cây vàng. Tiền xương máu à, tiền xương máu của ổng mà trời ha. Ổng làm tới cái từng tuổi đó mà ổng còn không có đó, 2 cây vàng thật nó đừng nói chi mà cho đó. Thì mình hãy suy ngẫm lại, cái nhà ổng như vậy đó, ăn mặn như vậy đó, thì liệu ổng có 2 cây vàng hay không? Mình phải sáng suốt đó. Nếu mà mình quyết định mình chọn mình lấy ổng thì mình chấp nhận cái sự nghèo khó của ổng, đừng có gì vụ lợi, đừng có gì tiền bạc. Còn nguyên nhân cô Lệ chia sẻ là do là tình cảm chứ không phải là cái số vàng. Vì ông cụ Khối còn bay nhảy quá, chưa chịu dừng, ổng còn hăng mà. Ổng tiễn không được bà này, ổng quyết định tiễn cho bằng được bà khác đó. Đó thì ông cụ Khối của chúng ta thật sự ra là không biết làm sao mà nói, đâu phải một lần đổ dở đâu, lần hai rồi lần ba lần tư rồi. Hai bà kia thì cũng chính thức đó, cô Lệ cũng làm đám làm tiệc này nọ nữa, rồi mấy cái bà khác mà chầu ghìa nữa, mấy cái bà khác thì cũng đến nhà ổng ở một đêm hai đêm, tình một đêm đó đó, thì cũng là vô số kể luôn đó. Bà nào ngứa ngáy quá chạy tìm ổng thì cho ổng thì ổng ăn thôi, cho ổng mà dễ dãi quá nghĩ ra các bà quá dễ dãi, thậm chí ghẻ tiền nữa.
Trời ơi trời, cái từng tuổi đó rồi ha, mà ha, mạnh bà ha, bà xích bị mạnh ông đi tiễn vợ tiễn chồng. Trời, con thấy nhiều ông chú hay là bà cô bà ngoại gì, thậm chí bà cô nội luôn nữa, già gần chết rồi, thở hơi lên rồi, gọi đầu ha, đi tìm đại gia đại này đại nọ. Mấy bà mấy cô tỉnh lại, nếu người ta có tiền, người ta đại gia, người ta sẽ không bao giờ lấy mình. Thì là cái nhu cầu của mấy người đó, người ta sẽ chọn những cô trắng trẻo khỏe đẹp. Còn mấy cái ông già mà có thật sự tiền không có mà muốn có vợ, có người bầu bạn, thì người ta tìm đúng cái đối tượng hay cũng y chang mình, là không có ai mà nâng đỡ được ai đâu. Bắt quá về ở chung chạ, sống như vợ như chồng, có người hủ hỉ rồi, nhưng mà cũng phải đi lăn lộn đi kiếm ăn. Trời ơi, nhầm người ha, lên tiễn đại gia Việt Kiều, nhầm bà cũng vậy nữa, tiễn Việt Kiều mới chịu. Có lương hưu, những người ta có lương hưu, người ta làm việc, người ta có trí thức, thì con hỏi các bà nè, như các bà vậy đó, người ta có chọn hay không? Nội mà thấy là rất là phản cảm, đi lên trên chương trình kết nối tào lao, làm mà xấu hổ cho con cháu. Thì bây giờ là như ông cụ khói nè, tự nhiên già rồi, đi tụng kinh đồ này nọ, làm từ thiện đồ, an phận muốn chết rồi, không chịu đâu, đi lên làm ha, sôi sục cộng đồng mạng hết trơn, rồi bây giờ bại lộ ra cưới vợ, cho dàn giả cũng mới mốt ba năm mà giá. Cô Mạnh á, thì là bả là sau khi bị phanh khui thì bả cũng phải bỏ chạy thôi, tại vì bả tính đâu ông cụ khối này có tiền, có vàng đồ này nọ nè. Trời ơi, cho mà cô Lệ mà tới chia tay rồi, ông này quân tử, chắc ông này giàu lắm, ổng không đòi lại cái số vàng. Thôi mình cũng vô kiếm ăn đi, rồi sau đó mình chia tay, cũng như mình đã từng chia tay mấy cái chú khác trên chương trình. Tại vì đối với những người này á, là không có quan trọng là có chồng hay không có chồng, và mục tiêu của người ta là đi tìm tiền. Một số người thì đi tìm tình, còn cũng như ông cụ khói là mình thấy rõ ràng là ổng đi tìm đàn bà đó, chứ không phải tình yêu gì đâu. Cái nhu cầu ổng cao, không bà này thì ổng tiễn bà khác đó, thì với cái sức của ổng thì ổng mò cua bắt ốc sáng đêm, đâu có ai chịu nổi đó. Bà Mạnh nhầm khi hai đêm chịu không nổi, ôm quần bỏ chạy rồi, bà tự lưu xuống nhà người ta, rồi ổng lên chương trình ổng nổ, ổng cảm ơn Phúc, nhờ mày mà có đại gia 50 công ruộng tìm đến tao, bó tay. Thật sự ra ông cụ khói nó dốc nhiều thứ lắm. Giờ nói là cái cô này nè, cổ không biết nhà, không biết địa chỉ, rồi không có cách nào liên lạc với ổng, nhưng mà đi theo thư lại tới nhà luôn. Ủa sao kỳ vậy, không biết nhà ổng mà đi theo thư lại tới nhà luôn, nó hết sức vô lý. Nhiều chuyện là ông chú khói của chúng ta nói là không có đúng sự thật, nổ quá. Mà ổng hung dữ thiệt, con cũng công nhận, già mà ổng còn sức khỏe. Ổng hả, đêm nào ổng cũng làm hết trơn, 15 đêm là 15 lần, 16 đêm là 16 lần, trời, bó tay. Mà cái đêm thứ 16 chưa có diễn ra, nó mới tới ban ngày, là chưa kịp ban đêm nữa thì cho ứng trước rồi đó, làm cô Lệ phải đi nhập viện luôn đó. Thì đối với những người nào mà có nhu cầu giống ông cụ khói thì kết hợp là ok đó. Còn những người nào, những bà nào mà sức khỏe ha không tốt thì nên né tránh ông cụ khối của chúng ta ra đó. Cái đó là con nói thật đó, để là con nói lỡ có chuyện gì là mệt lắm. Dạ thôi, thì cái clip hôm nay con làm đến đây thôi, con hẹn tất cả các bà cô chú vào clip sau.